Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2020 và bây giờ thì cũng là 10 rưỡi tối các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn chiếc là chiếc sản phẩm là LG G7. LG G7 thì hôm nay nhà mình về được là một này, về được ba chiếc nha, ba màu các bạn nhé. Đây, LG G7 hôm nay thì mình về được ba chiếc này. Đấy, một chiếc là màu hồng này và một chiếc là màu xanh này, đây và một chiếc là màu đen nhé. Đấy, LG G7 thì các bạn cũng đã rõ rồi, thì là cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đây, máy này các bạn mua về tặng các bạn các chị em phụ nữ cực kỳ là ok nhé. Đấy, LG G7 các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, bọn này dùng thì quá sướng luôn. Đấy, LG G7 đây. Đấy, đây là màu đen này. Đấy, đen bóng này, rất đẹp. Máy hình thức là còn 90/90% các bạn nhé. Đây, còn đây là màu xanh các bạn nhé. Đấy, đây thì mình sẽ lại test thử sơ qua qua về sản phẩm là LG G7. LG G7 của mình là bài của mình là bài của mình là Hàn Quốc các bạn nhé, phiên bản là Hàn Quốc nhé. Đây, mình sẽ đọc ngôn ngữ tiếng Việt cho các bạn. Máy của mình thì là Hàn Quốc. Đấy, máy Hàn Quốc nhé, LG G7 của mình là Hàn Quốc. Con này thì là màu hồng rất là đẹp, các bạn mua về tặng các em chị em phụ nữ cực kỳ là ok các bạn nhé. Đấy, LG G7 thì là màn hình của nó là 6 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, độ phân giải màn hình là 2K. Thì là dòng LG G7 này là nó là gì nhỉ, bản Hàn, đâm là hỗ trợ cái chip âm thanh, các bạn nghe cực, nghe nhạc cực kỳ là phê, cực kỳ là sướng nhé. Đấy, nghe nhịp nhạc cực kỳ là phê. Mình sẽ test qua phần nghe nhạc xem phim 4K 8K cho các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó thì rất là sắc nét. Thì là ba con này thì là mình, nhà mình, máy nhà mình thì là còn zin áp suất nhé. Đấy, con G7 nhà mình thì là máy, ba con này là máy còn zin áp suất nhé, nên là các bạn đi mưa đi gió cực kỳ là ok, không bao giờ phải lo mưa gió. Đây, mình đã kết nối wifi xong rồi. Đây, mình sẽ xem nghe nhạc vàng cho bạn xem. Đấy, đấy, các bạn nghe nhạc vàng thì quá là phê luôn nhé. Đấy, đấy, tại vì bản Hàn đấy, LG G7 của Hàn Quốc thì nó hỗ trợ là cái chip âm thanh, các bạn nghe nhạc cực kỳ là phê nhé. Đấy, LG G7 thì hôm nay nhà mình về ba màu nhé. Đấy, màn hình là độ phân giải 2K. Đây, màn hình là OLED, độ phân giải là 2K. Sumo OLED này, độ phân giải là 2K, dùng rất cực kỳ là sướng. LG G7 nhà mình có màu hồng này và màu đen này và màu xanh các bạn nhé. Và sản phẩm LG G7 của mình thì là bộ nhớ trong là RAM 4GB, bộ nhớ là trong 64GB. Nói chung là các bạn dùng bọn này thì quá sướng luôn, quá nhanh, quá mượt luôn. LG từ xưa đến nay thì rất là sướng. Đấy, LG nhà mình thì còn tính năng chống nước, các bạn dùng ok. Và sản phẩm LG G7 thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.300.000. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình. Một là ra qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình kia nhé các bạn nhé. Và kia là địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và ở xa thì bên mình có ship. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Các bạn nào mà đã tin tưởng bên mình rồi, các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng kiểm tra và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k 100k và 200k, tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, LG G7 bên mình đang bán các bạn với giá là 3.300.000 nhé. Đấy, đấy, máy Hàn Quốc cực kỳ là đẹp, 90/90% các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung Note 8 đây ạ. Note 8. Đây. Đây. Đây, Note 8 Hàn Quốc. Note 8 Hàn Quốc này thì là cũng là bản 2 SIM 2 sóng. Note 8 Hàn Quốc này là bản 2 SIM 2 sóng. Máy hình thức là đẹp 90/90% nhé. Máy đẹp keng, luôn như là mới luôn này các bạn ạ. Đấy, con Note 8 này thì là màn hình của nó là màn hình đẹp. Đây, màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Độ phân giải màn hình của nó, độ phân giải của nó là 2K nhé. Màn hình là 6.3 inch, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Note 8 đi mở khóa rất nhiều tính năng đây ạ. Khuôn mặt, mống mắt, vân tay các kiểu đây. Khuôn mặt, mống mắt, vân tay.
Con lót 8 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000 nhé. Đây, 4.500.000. Đợi hôm nay nhà mình về được mỗi một chiếc rồi thôi. Đấy, 4.500.000 màu gold này các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 8 màu gold này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhé. 4.500.000 các bạn nhé. Đấy. Màn hình đặc đẹp không ảo mối không lưu ảnh. Bên mình đang bán các bạn giá là 4.500.000 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được các bạn là con này là con Oppo F Oppo gì nhỉ? Oppo F1S nhé. Này Oppo F1S đây ạ. Này Oppo F1S. Con này thì nó có phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con Oppo F1S con này thì là hình thức còn 90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000 nhé. Con Oppo F1S này ạ. Đấy, 1.500.000. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Đấy ạ. Hình thức còn 90%. Oppo này thì có hỗ trợ là hai nút đa nhiệm này và một nút home vân tay nhá, dùng cực kỳ là ok. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo đấy các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. Con S1S này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000. Và tiếp đến là con sản phẩm là Samsung, con này là Samsung A10s nhé. A10s đấy. Đấy, Samsung A10s đấy. A10s. Cấu hình của nó là sẽ là RAM 2GB, phiên bản nó là RAM 2GB. Con Samsung A10s các bạn nhé. Con Samsung A10s thì là màn hình là hơn 6 inch, hình thức là máy còn 90 trên 90%, máy còn khá là đẹp nhé. Đấy, con này thì bên mình đang bán giá là 2.000.000 các bạn nhé. Con Samsung A10s này thì bên mình đang bán giá là 2.000.000. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Màn hình thì là hơn 6 inch, pin thì là hơn 4000. đây màn hình này, tràn viền này, giọt nước này. Đấy, giọt nước tràn viền, giọt nước tai trâu tai bò nhé. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.000.000 thì nhỏ số các bạn là 2.000.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A10s thì các bạn hãy hàng mình sớm nhất nhé. RAM 2, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Này, và tiếp đến là con này, con S7e này. S7e thì hôm nay nhà mình có một chiếc này. Đây. Con S7e này. Đấy. Đây, S7e. Thì con này thì làm màn hình của nó thì là hơi bị ảo một chút nhé. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? Đây, màn hình thì nó hơi bị ảo một chút này. Đấy, và S7e này thì màn hình nó hơi bị ảo nhẹ một chút thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì? 2.000.000 nhé, con S7e này. Thì hôm nay mình về được một chiếc con S7e này. Đây, con S7e này. Đấy, S7e, con này thì là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.000.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm bộ Samsung S7e này bạn cho em sớm nhất nhé. Đấy, thì mình phải rất nhiều đây. Và đây là con Samsung này, là Samsung A51 này. Đây. A51 này. Này tiếp theo này. Thì cấu hình con A51 con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Con Samsung A51 này. Này. A51 này. Đây, màn hình của nó thì là màn hình là camera của nó là camera bên trong màn hình nhé. Samsung A51, con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Thì con này thì thiết kế rất là vuông vắn nhé. Đấy, màn hình của nó thì là nhìn rất là vuông nhé. Vuông nhưng mà bo tròn các góc nhìn rất là xinh, rất là đẹp ạ. Này con A51 đấy. Con A51 này thì là hình thức là còn 90% nhé. Đây, hình thức con này thì là còn 90%. Đấy, hình thức con này thì còn 90% các bạn nhé. Samsung A51, A51 thì là 1, 2, 3, 4 camera này, 1 đèn flash. Còn A51 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.000.000 nhé các bạn nhé. Đấy, con Samsung A51 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.000.000. Máy zin nguyên bản nhé. Chưa sửa chữa, chưa ép kính hay thế gì các bạn nhé. Đấy, con A51 này rất là rẻ, rất là đẹp cho các bạn này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A51 này các bạn hãy mình sớm nhất nhé. Samsung A51 đấy ạ. Bên mình đang bán mọi giá là 4.000.000 nhé. Đấy. Và tiếp đến là con này là con Samsung à gì nhỉ? Con này là Redmi C2. Con Redmi C2 này thì nó là bản là gì nhỉ? Con này thì nó là bản của nó là gì nhỉ? Đây. Con Redmi C2 con này là bản RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB, pin thì là hơn 4000, màn hình thì là hơn 6 inch.
Con Redmi C2 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu. Đấy. 1.750.000 nhé. Con Redmi C2 này thì là 1.750.000. Máy đẹp như là mới luôn các bạn nhé. Đây. Con này thì khách vừa mình mua khỏi tay xong này. Đã thanh lý rồi. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.750.000. Rất là rẻ cho các bạn nhé. Mà phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Còn Redmi C2 này. Này, mình sẽ xem lại giá cho con này thôi. Redmi C2 đây. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Redmi C2 này à gì nhỉ? Con Redmi C2 này các bạn tải mình sớm nhất nhé. Con máy màu xanh rất là đẹp đấy ạ. Phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB ạ. Đây. Hôm nay mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Cũng nhiều người hỏi mình thì các bạn có thể nên mua hàng online không ấy, thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online, thì vì mua hàng online thì các bạn mua được những cái giá mà nói chung là rẻ nhất, giá rẻ nhất thị trường. Ví dụ các bạn mà ra cửa hàng thì các bạn phải kênh ít nhất là họ bên cửa hàng thì họ bán kiểu gì phải đắt hơn vài trăm nghìn, nhưng mà các bạn mua hàng online thì các bạn rẻ hơn được 1-2-300 nghìn, có nhiều con hàng 500 nghìn cơ. Cứ bạn cứ đi thử đi mua cửa hàng thì các bạn sẽ biết nhé. Đấy, các bạn mua hàng online thì các bạn rẻ cực kỳ là nhiều nên các bạn yên tâm ạ. Và tiếp đến là con A51 này, và tiếp đến là con này là con gì nhỉ, đây Redmi 9C. Redmi 9C con này thì là bộ nhớ trong là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Còn Redmi 9C thì con này là pin 5000. Đấy, pin 5000, nhưng mà được cái nó trang bị là 4 camera này. Pin 5000 trang bị 4 camera, máy mới đét nhé. Đây, máy mới đét, khách vừa mua xong cắm cho mình hết hạn đấy ạ. Đấy, con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.200.000 nhé. Con Redmi 9C này RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, con này được cái trang bị là 3 camera, 1 tiền flash vân tay này. Đấy, màn hình thì là hơn 6 inch, to inch. Pin thì là 5000. Nói chung là pin con Redmi 9C này thì thật với các bạn quá tuyệt vời luôn. Pin thì quá cực kỳ là châu bò nhá. Bạn nào thích sản phẩm con Series 9C này các bạn nghe hàng thì sớm nhất nhá. Đấy. Về rất nhiều ạ, nhiều lắm. Đây. Và tiếp theo là con Samsung Z7 Prime. Z7 Prime thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Con Z7 Prime này thì là bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Con Samsung Z7 Prime này là 1.600.000. Con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng nhé. Z7 Prime. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Prime này các bạn nhớ tham lên sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000 nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Và tiếp đến là con này là con gì nhỉ? Con này là Samsung gì nhỉ? Samsung A8 2018. Thì con này thì là nhà mình này về được hai con màu gold nhé. Đấy, hai con màu gold, con A8 2018. Thì là hai con này thì là máy đẹp 99% luôn các bạn nhé. Đây, máy đẹp 99% A8 2018. Hai con này thì đều là bản Hàn Quốc. Đấy, máy là máy Hàn Quốc một sim các bạn nhé. A8 2018 bản Hàn Quốc một sim ạ. Đấy, con này thì là máy đẹp 99%. Thì là con này thì là RAM 4GB. Đấy, RAM 4GB này. Này. A8 2018 máy Hàn Quốc RAM 4GB. Này. Này. Đẹp kèm luôn. RAM của nó là RAM 4GB nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, nó chạy ra. Máy đẹp 99% luôn, A8 2018 này. Máy đẹp keng nhỉ. Đấy. Máy đẹp keng. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con A8 2018 này thì bên mình đang bán lại giá là 2.500.000 các bạn nhé. Máy đẹp keng. Nói chung là
đẹp long lanh luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 đấy các bạn, hàng là sớm nhất nhá. Nhà mình được hai con máy đẹp kèn, hai con màu gold này, máy đẹp kèn các bạn ạ. Đấy, đẹp như là mới luôn. Đấy, nói chung là tiền nào có đó mà, nên các bạn yên tâm nhé. Và tiếp đến là con này là Samsung, con này là Samsung A11 này. A11 đấy, Samsung đời mới nhá. Samsung A11, con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Đây, camera cũng là âm luôn trong màn hình nhá. RAM 3, con này là bản RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Con Samsung A11 này là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì là máy đẹp kèn như là mới luôn này. Đấy. Con Samsung A11 máy đẹp kèn như là mới này. Đấy. Này, máy đẹp kèn như mới. Con này thì bên mình đang bán loại giá là 2.300.000 các bạn nhá. Đấy. 2.300.000 đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A11 này các bạn nghe hàng là sớm nhất nhá. Đây, bên mình đang bán với giá là 2.300.000 nhé. Đấy, rất nhiều giá rẻ cho các bạn. Đấy. Nói chung là mình nhiều lắm. Thôi thì bây giờ thì cũng muộn rồi. Và mình cũng xin dừng clip ở đây. Và hẹn lại clip vào tối ngày mai. Và chúc các bạn đang xem video mình buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy phúc. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn nhấc máy lên hẹn trực tiếp mình đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.